Lành thay thanh tịnh ý, lành thay tâm rộng lớn, lành thay bất thối chuyển, tu hành không lười mỏi, lành thay hạnh bất động, thường cầu thiện tri thức, thấu đạt tất cả pháp, điều phục các quần sinh, lành thay hành diệu đạo, lành thay trụ công đức, lành thay hướng Phật quả, chưa từng có mệt mỏi, lành thay đức làm thể, lành thay pháp thấm nhuần, lành thay vô biên hạnh, thế gian khó gặp được, lành thay liềm mê hoặc, thế pháp không nhiễm được, được mất khen chê thảy, tất cả không phân biệt. Lành thay thí an lạc, đều nhu kham thọ hóa, tầm xiểm định sân mạng, tất cả đều trừ diệt. Lành thay chân Phật tử, đến khắp trong mười phương, tăng trưởng các công đức, đều nhu không lười mỏi. Lành thay trí ba đời, biết khắp tất cả pháp, khắp sinh tạng công đức, tu hành không mỏi nhàm. Văn thù đức vân thầy, tất cả các Phật tử, khiến ngươi đến chỗ ta, chỉ ngươi nơi vô ngại, tu đủ Bồ Tát hạnh, nhiếp khắp các quần sinh, người rộng lớn như vậy, nay đi đến chỗ ta, vì cầu các cảnh giới, thanh tịnh của Như Lai, hỏi các nguyện rộng lớn, mà đi đến chỗ ta. Quá Lai hiện tại Phật, thành tựu các hạnh nghiệp, ngươi đều muốn tu học, mà đi đến chỗ ta. Ngươi nơi thiện tri thức, muốn cầu pháp vi diệu, muốn thọ Bồ Tát hạnh, mà đi đến chỗ ta. Người nhớ thiện trí thức, được chư Phật khen ngợi, khiến ngươi thành Bồ Đề, mà đi đến chỗ ta. Người nhớ thiện trí thức, sinh ta như cha mẹ, nuôi ta như nhũ mẫu, lớn ta Bồ Đề phần. Như thầy thuốc chữa bệnh, như trời dưới cam lồ, như mặt trời chỉ đường, như mặt trăng trong sáng, như núi không lay động, như biển không tăng giảm, như thuyền sư tế độ, mà đi đến chỗ ta. Người quán thiện tri thức, như đại tướng dũng mãnh, cũng như đại thương chủ, lại như đại đạo sư. Hay lập tràng chánh pháp, chỉ bày Phật công đức, hay diệt các đường ác, khai mở cửa đường lành, hiện bày thân chư Phật, giữ gìn tạng chư Phật, thọ trì pháp chư Phật, cho nên nguyện thờ phụng, muốn viên mãn tịnh trí, muốn đủ thân đoan chánh, muốn sinh nhà tôn quý, mà đi đến chỗ ta. Các vị xem người này gần gũi thiện tri thức, theo lời dạy tu học, tất cả nên thuận tu. Nhờ phước nhân duyên xưa, văn thù khiến phát tâm, tùy thuận không trái nghịch, tu hành không lười mỏi, cha mẹ và quyến thuộc, cung điện với tài sản, tất cả đều xả bỏ, khiêm nhường cầu tri thức. Tịnh trì ý như vậy, vĩnh lìa thân thế gian, sẽ sinh cõi nước Phật, thọ quả báo thù thắng. Thiện tài thấy chúng sinh, sinh già bệnh chết khổ, vì phát tâm đại bi, sinh tu vô thượng đạo. Thiện tài thấy chúng sinh, năm loài thường lưu truyền, vì cầu trí kim cang, phá các vòng khổ đó. Thiện tài thấy chúng sinh, dụng tâm rất hoang dơ, vì trừ gai ba độc, chuyên cầu cải trí bén. Chúng sinh nơi xì tối, mù lòa mất chánh đạo, thiện tài làm đạo sư, chỉ bày nơi an ổn, giáp nhẫn xe giải thoát, trí huệ làm kiếm bén, hay ở trong ba cõi, phá các tặc phiền não. Thiện tài lái thuyền pháp, độ khắp các hàm thức, khiến qua biển lửa dữ, mau đến chỗ báo tịnh. Thiện tài mặt trời giác, vầng trí quang đại nguyện, đi khắp pháp giới không, chiếu khắp nhà quần mê. Thiện tài mặt trăng giác, pháp trắng đều viên mãn, từ định quang mát mẻ, đồng chiếu tâm chúng sinh. Thiện tài biển trí thắng, nương tâm thẳng an trụ. An